Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, tháng 5 âm lịch sẽ là thời điểm đổi vận của tất cả quý vị. Tuổi Kỷ Mão là một trong những tuổi được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, tiền bạc tiêu mỏi tay không hết. Việc xem lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị tuổi Kỷ Mão thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn cũng như là công danh sự nghiệp và tình duyên của mình trong tháng 5 âm lịch, để từ đó có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất trên con đường tài lộc và thành công của chính mình. Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình xem tử vi cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 5 âm lịch này sẽ được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua lá số tử vi này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị tuổi Kỷ Mão thấy được những vận hạn cần tránh và chỉ cho các bạn được những bước đi đến thành công trên con đường học tập cũng như công danh sự nghiệp của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần phân tích luận giải lá số tử vi của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ, có khát vọng lớn, chí tại bốn phương, họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi, không biết điểm dừng, thậm chí có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể được bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng cần có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Tháng này tình hình của những người tuổi Mão sinh năm 1999 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở nhưng tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết được thuận lợi công việc. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh, chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn sẽ dễ gây nên những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình về lâu về dài. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp bính dương hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không mong muốn. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để giải quyết, tránh gặp phải những thị phi làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này dự báo, nếu còn đang đi học, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu của hung tinh, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung khiến cha mẹ, thầy cô phàn nàn. Nếu đã đi làm, bạn sẽ đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối, cũng chính bởi vì cái tính nóng này không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn, nhưng nếu cư xử một cách tùy hứng như vậy, bạn sẽ gặp rắc rối. Ngoài ra, áp lực từ công việc, đồng nghiệp, cấp trên khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng, bạn nên vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, với sự hỗ trợ từ phía gia đình, bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Kỷ Mão hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn. Cần phải tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dẫn đến phát sinh,
thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà còn có cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ đó, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, xem tử vi tháng này, bạn có thể gặp phải một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, da dẻ của bạn cũng có dấu hiệu kém sắc, dễ nổi mụn nhọt. Do đó, bạn nên uống nhiều nước, trở nên thức khuya để bảo vệ làn da tươi tắn. Bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua. Thay vào đó, hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có các tinh chiếu mệnh sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa tốt đẹp, làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Có những việc con giáp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong công việc tìm kiếm một tình yêu mới do mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho tuổi Kỷ Mão những mối quan hệ như ý. Có điều bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo, kẻo bị tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cả tình lẫn tiền. Càng là người mới quen càng cần phải tìm hiểu cặn kẽ, chớ để vẻ hào nhoáng hay những lời nói đường mật chót lưỡi đầu môi của đối phương che mắt. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm và ít xung đột. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tốt Thành Hỏa Cục, xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1999 trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!